Forty love. Let's for service. Cặp đấu giữa Gonzalez và Skupski. Hai tay vợt được xếp hạng dòng số 5 về nội dung đôi nam. Và đối thủ của họ là Beha, tay vợt người Uruguay cùng với Palasek. 40-15. Game Beha-Palasek. Và trở lại bóng không thành công của Gonzalez. Beha-Palasek. Không được rồi. Rất hay. Cú bắt lưới thành công. Game Becker Parson. Và bắt lưới tốt. Và đánh bóng không qua lưới, rất đáng tiếc. Và game 6 đều. Cú bắt lưới rất khôn ngoan, loại bỏ pha cứu bóng của đối thủ. Không được. 2-0 cho cặp đôi
Beha và Pavlasek. Thêm một pha bắt lưới thành công. Bốn mươi ba mươi. Rất hay. Cơ hội để bẻ game cho cặp đôi Beha và Pavlasek. Pha bắt lưới không tốt, hơi lỏng tay ở tình huống vừa rồi của Gonzalez. Break point lần thứ hai cho cặp đôi Beha và Pavlasek. Bốn mươi đều, một game đấu đang khá giằng co. Pha xử lý tương đối hay. Và cuối cùng thì game đấu cũng đã được kết thúc. Và 5-3 rồi. Số vẫn đang được rút ngắn xuống 4-5. Bóng ngoài, và như vậy là cặp đôi người Uruguay và Cộng hòa Séc là cặp đôi giành quyền đi tiếp. Họ sẽ đối đầu với cặp đôi Thomas Mahak và Trương Chí Trân ở vòng đấu thứ tiếp theo, đó là vòng tứ kết. Yeah.